Chính rồi. Đây. Vừa đùa xong thấy được luôn mà. Ăn luôn cá. Đứt à? Đứt câu. Không có đâu. Trời ơi. Phút một phát. To, con này to. To lắm. Đấy. Đúng không? Đấy. Ồ, la đứt kìa. Trời ơi. Không được. Ô lần đứt này thì đứt câu rồi. Đứt hẳn rồi. Ôi trời. Đứt rồi. Anh em tôi dừng chào các bác. Chào bác nha. Mấy hôm trước anh em câu cá rô phi mà không biết là có một con gì các bạn, nó to đùng đi. Nó cứ tranh, nó giành cái mấy con rô phi lúc anh em chuẩn bị nhấc lên bờ. Đứt dây mấy lần luôn. Nên là hôm nay anh em bảo là lên thử xem là kiểm tra xem là con gì mà có vẻ là to phết đấy các bạn. Đang nghi là mấy con vược. Nhưng mà không biết là vược lớn danh nhanh như thế được không. À, đấy, con vừa. Rồi. Đẹp luôn. Đẹp luôn. Con này là mồi là vừa. Đấy. Con kia to quá. Không, may là có kiểu này thì mới ăn được thôi. Còn không? Còn đấy. Sao mà đi theo được? Ôi, chạy lên rồi. Còn cách này nữa. Tuần chưa? Còn không? Bây giờ phải đi theo. Ôi, nhìn ra mất rồi. Ra rồi. Lại đứt rồi. Ra mất rồi. Không đứt đâu nhưng mà tuột đấy. Sao? Hồi nãy là nó đứt mấy lần luôn các bạn, nên không còn cách nào kiểu là cái cần nó không chịu, dây không chịu nữa. Phải buộc cái dây vào làm phao mà. Nó kéo cái con này nhưng mà hình như lại tuột rồi. Ra mất rồi. Khoai nhỉ, vẫn vẫn phải lấy câu máy. Ôi, đã còn. Thôi được cả. Cầm lấy cái phao nào được. Cầm lấy cái phao thôi. Cứ để cho nó kéo đi. Kéo cho mệt. Anh mà mệt thì nó cũng mệt. Cứ từ từ anh ạ, cứ từ từ. Đuổi theo cá. Chó sang bờ bên kia luôn. Cứ để cho nó chạy đi. Nó mắc gốc thôi, mắc gốc thôi. Cái sự mắc gốc là mất. Nắm sao luôn à? Từ từ, mất rồi. Chậm thôi anh. Ui, đang còn. Tô. Đang còn. Cẩn thận bị dây điện nhá. Dây điện dây nước. Nó dính rồi đó.
ôm lấy, ôm lấy. Ngon rồi, bắt được rồi. Vượt đâu anh? Vượt à? Cuối cùng cũng bắt được. Chứ mà vượt nó nhanh to thế nhỉ? May là buộc cái phao vào chứ mà cứ giằng co nó mới như mấy lần trước còn lâu mới được. Mấy cái ống kia mà làm cái phao đấy. Đây là người câu cá hay cá câu người. Đứt 3 4 lần luôn. À 3 4 cái móc nhỉ. 3 cái móc. Cuối cùng thì cũng túm được. Xong mà nó nhanh lớn nhỉ. Nhưng mà chứng tỏ là cái hồ mình nó nhiều ấy, nhiều mồi á. Được các vượt này thì nhanh lớn lắm. Nhanh lớn phết nhỉ. Đấy. Ôi giời. Chả chắc những cái bọn cá mương ở dưới hồ là thấy vắng tanh luôn nhỉ. Em gang thử nào, em gang thử. 1 2 3. Nhưng mà em không thể tưởng tượng tại sao nó lại nhanh lớn thế này nhỉ các vượt á. 3 gang rưỡi là 70 phân. Con này hôm trước là ta thả tầm cân 1 cân 2 nhỉ. Tầm cân con to nhất là cân to nhất là cân rưỡi. Cân 4. Đã nhỉ. Chả bây giờ nó tầm này. Cái đợt mà các bác có nhớ mấy cái tập mà anh em đi quay mà thả lưới bắt bọn cá mương không? Với cất tè cất vó đâu. Tính ra cực kỳ nhiều. Mà bây giờ nó gần như là hết cá mương nó thì vắng luôn mà. Tính ra thì giờ nó mới được khoảng tầm hơn 7 tháng nhỉ. Thả từ hồi tháng 2 tháng 3 gì đấy. Nói chung là cứ 2 tháng nó tăng được khoảng tầm 1 cân. Đấy. Nhảy lớn nhỉ. Dã man thật. Ủ thế thì thả thêm cá vược hay đấy anh em ạ. Nhỉ. Thích nhỉ. Chuẩn, nhìn cái mồm này, anh em quay cái mồm này xem nào. Đây. Tiếp luôn. Miệng nó trên đây rồi. Miệng phải để đấy rồi. Thò được bàn tay vào đây. Đã thật. Kinh chưa? Ai da. Ở trong có răng đấy. Rồi, lên hôm nay. Có món. Có món. Đã nhờ vượt kìa. Nhanh lớn thôi đấy. Trời, cho trong bụng phải mấy con cá rô phi của mình ấy nhỉ? Mà không biết có phải con này. À mà 4 con chứ. Nhưng mà ý là không biết là cái mấy con trước mà bị đứt có phải con này không ấy. Đúng không? Có thể con khác nữa. Tí mổ ra thì là biết. Nếu mà phải là vẫn đang còn. Thật nồi canh môn ngon luôn. Cái này mình nấu canh lòng tuyệt vời. Canh môn là canh đắng. Nồi lòng luôn. Cá to này là phải nấu lên một nồi nước chấm. Nước chảo này. Lấy lửa chảo thôi. Hôm nay anh em có cái món này rất hay này các bác này, giới thiệu các bác này. Nếu mà các bác mà ở miền núi, đặc biệt là khu vực Tây Bắc, mà đặc biệt thêm nữa là người Thái là hay ăn cái quả núc nác là lắm này. Đấy, quả núc nác nó hơi giống quả phượng đúng không các bác? Ngày xưa ở sân trường có quả phượng là nó hơi giống cái quả này này. Cái cây núc nác này thì cái quả này nó tương đối là đắng. Em thì cũng mới được ăn thử một lần thôi. Hôm nay anh em đi dọc đường thì thấy có mấy quả hái. Lại câu được thêm con vượt nữa thì lát là kiểu nướng này được cuốn rau mà ngồi dai dai thì lại hết ý.
Cái này là phải đốt thật nhừ, nó hăng, nó khó ăn, nó gây gây ấy. Ngay ngái mùi hăng hăng. Thì là sống thì sống hẳn, mà chín thì chín hẳn, nên đừng có kiểu ngay ngái tay tay. Cái này cũng chưa được ăn bao giờ. Đắng đắng rồi. Người Thổ mình ít ăn nhỉ? Thổ ít ăn. Người Thái hay khoảng người Thái thôi, nên họ ăn nhiều. Nướng nát cho nó chín đi, mình cạo. Cái này cạo xong nó không được rửa lại nữa. Cạo là ăn luôn. Để ăn luôn. Ta nướng chín là tự nó tự bong rồi. Bong rồi. Chín nó hơi nhừ, đường hơi nhừ quá. Mềm. Cái hơi non, quả này đang non mà. Quả này nó đang non. Cá thì to mà quả này hơi ít nhỉ. Có mỗi 3 quả. Nhưng mà ít á, ăn nó kiểu nó thèm thuồng ăn kiểu nó mới ngon. Chắc cũng được nhỉ. Chắc là nướng như cái này chắc chả đắng mấy. Ăn thử xem nó thế nào. Vẫn đắng dã man luôn chứ không phải không đắng mấy. Đắng. Đắng dã man. Cho cá lên dần nhỉ. Vâng, cho cá lên rồi. Đáng lẽ là cá phải nướng trước nhưng mà củi nó lâu quá. Thành ra là cái món lâu thì lại làm sao. Đấy. Củi lửa này tha hồ. Nếu là còn nó sẽ hơi lâu. Nguyên con. Thế bác ngồi xe mới sướng. Ít quá nhỉ. Kiểm đường lên đĩa đầy có phải ngon không. Một con cá như thế kia mà. Có từng này. Đấy, mọi thứ là xong xuôi hết rồi. Giờ đợi cá chín nữa là chén rồi các bác. Nước chấm các kiểu xong hết rồi. Chém. Cậy không? À, cứng phết đấy nhé. Hơi nặng. Ừ. Đấy. Đẹp luôn. Mà lâu chín lắm ấy. Này, phải là cái mà nứt bên này nứt rồi nhá. À, cái này bên này nứt. Gãy nè. Gãy không? Gãy được đâu. Hít. Hít một. Ui, nặng thế. Béo phết nhờ. Béo ui. Đầy mỡ mà cháy lửa lên luôn. Đầy mỡ. Ui trời. Ui. Đẹp. Đẹp, đẹp, đẹp. Thật đi lần này tầm lần hai lần nữa. Lần này nữa thôi. Lần này nữa thôi. Chắc lần này nữa. Lần này là được đấy. Không nó nát hết thịt. Wow. Đấy, tha hồ mà ăn đấy. Đấy. Rau cỏ rồi. Nói chung hôm nay có cái món này lạ đúng không? Món quả lúc nát. Đấy, rau cải trong vườn. Đang chiến đấu. Cả là xé thôi. Xé tay ra nhá. Tay à? Tay hết. Tay cuốn lá nhỉ. Lá thôi. Tay cuốn lá. Xé đi rồi mà chiến thôi mà. Đấy. Bóc. Bóc cái da chứ. Bóc da rồi. So, cái con cá so với cái tay của anh Năm rồi các bạn. Đây.
được luôn. Đấy. Đấy, ăn là cái thịt đấy thôi. Ui dồi. Đã vô cuốn, cuốn, cuốn đi. Lá, lá, lá. Ăn không này hỏng người. Dài. Ui nóng. Này hơi to. Có khi phải cầm thế này anh này, đỡ nóng này. Đấy. Đấy, đúng nước chấm kiểu thần thánh người tư. Mời các bác nhá. Mời to lắm, đang mời to lắm. Hôm nay mỗi người một bát nước chấm, không ai chấm chung. Lai rồi, thế giờ con tay lai hôm nay chắc là khen ngon. Anh em mời tất cả các bác nhá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Này thì lại kéo không tuyệt. Tuyệt quá đấy chứ. Đó nhờ, cá ngọt lắm, nhanh lớn thật cá. Có đắng không anh? Thử quả này nữa. Đắng. Nó có vị đắng. Đắng rét luôn quả này. Nó giống như lá đu đủ ấy. Hoa của nó cũng ăn được mà, hoa của cái đúng không? Hoa với ngọn non của nó ăn được hết. Một tí cay này các bạn này, một tí rau cải cay này, một miếng cái lúc nát đắng này, miếng cá nữa, đúng bài luôn. Ô trời, sương thật đấy, cá này nó nhiều thịt, béo lắm, béo lắm. Nhưng mà cái này để em xé ra cho mấy đồng chí kia. Một chú này. Ôi trời. Ô, bắt luôn. Mời các bác nhá. À, rau cải cay thật đó. Cay thì ăn nó lại mới hợp. À, cái cay này đắng này. Đắng ác luôn các bác ạ. Ăn một mình nó thì đắng, nhưng mà ăn chén vào cá mới là rau này nó vừa. Nhưng mà ăn được một mỗi miếng thôi. Này mấy con chó ăn bộ da thôi là cũng sướng rồi. Cái miệng của nó bút vừa nó bàn tay luôn. Đấy. Đầu. Đầu lát cho mấy anh kia ăn thì thôi. Đây tô. Tô. Đây. Mỗi con đó. Miếng. Này thì tô đâu? Cá. Kia đang ăn bên này. Tô. Ui. Ui, đũa xong phải đi lấy đũa. Nhưng mà cảm giác con này nó thịt nó không được dai lắm. Nó béo con, quá. Con này béo quá. Cái quả núng nang này nó giống cái gì nhỉ? Nó đắng như kiểu lá đu đủ. Ừ, nó đắng giống kiểu lá đu đủ, đắng gây luôn nhá. Đắng gây, đắng gắt. Nhà này sạch sạch tròn tròn. Hay hay. Ăn thì cũng hay. Nhưng mà nó đắng kiểu nó không đắng như kiểu lá đắng đâu, mà nó đắng như cái kiểu cái lá đu đủ, đắng. Đắng như kiểu luôn. Thuốc ấy, thuốc kháng sinh. Như kiểu là thuốc kế ninh á. Khiếp nhỉ, thịt nó dày này. Dày. Không có xương rằm luôn. Được mà thịt nó dày như này. Ú cá ơi. Ta là khiếp luôn. Nhưng mà không được chắc, thịt nó nhão nhão kiểu cán mới bột ấy nhỉ. Cái này làm kiểu là hồ mình nó nhiều chất ăn quá. Nó nhanh lớn. Nhanh lớn. Nó nhanh lớn tuổi nó chưa dài. Nó chưa được một năm. Tính ra mới gần 8 tháng thôi. À dưới có mấy loại rau, trên có mình rau cải. Hai, cải cúc với là... kinh dưới à? Kinh dưới.
Ui các bác ơi, chấm lút. Là miếng nung nát luôn. Cứ một miếng cá miếng nung nát, một miếng rau. Làm tí rau này. À, tuyệt vời. Mới còn cục nữa cơ mà. Hết cục này ro luôn. Ủa, phần này đang nóng lắm này. Ngon này, ăn phần này anh Năm. Ui, em bắt đầu thấy ngán. Vừa ngán nó vừa gây gây cái quả cái đắng quá. Sao mà thấy mọi người ăn bảo ngon lắm mà em ăn thấy gây nhỉ? Hôm khác mình thử làm lại, làm món cái khác thôi, đừng nước nữa. Cái này luộc lên có khi làm nộm ăn lại hay đó nhá. Vâng, có khi phải làm nộm, ý là phải bóp nhiều gia vị để mình để không, như này mình ăn thì nó đắng. Mình không biết ăn á, cái quả nóng nát này. Nhưng mà đắng lại thích ăn chứ. Nhưng mà ai mà không ăn được đắng thì chịu thôi. Đắng nhưng mà đắng cái kiểu kia ăn được à? Cái kiểu cái cây lá đắng à, cây lá chim đó, chim đó, ăn đắng khác, đắng còn ngọt. Đắng kiểu nó dịu dịu ngọt ngọt. Ngọt. Nó đắng nên nó đắng sốc. Đắng sốc luôn. Đắng cực gắt. Ôi thôi, coi em chán nữa. Vừa cay mà vừa ngán quá. Chưa hết nửa con mà. Chịu rồi. Phải làm nữa. Cố gắng lấy nửa con nha. À, hết nửa con thôi. Béo quá, béo. Rồi, hai anh em chén đi nhá. Ăn đi. Điều này anh em cũng xin phép các bác là kết thúc ở đây các bác ạ. Đấy, thì con cá thì nói tóm lại là cái tội của nó là cứ lên đi giành mấy con cá rô phi, nên là hôm nay lên bắt lên xem mặt xem mũi nó như nào. Tưởng cá gì hóa ra là con vượt, nhanh to phết. Thì video này thì anh em cũng xin phép các bác là sẽ cũng kết thúc ở đây. Anh em tạm biệt các bác và hẹn gặp lại các bác ở video sau các bác nhá. Tạm biệt tất cả các bác. Tạm biệt các bác nha. Tạm biệt các bác nha. À, cái.